Vâng, xin được mến chào tất cả quý anh chị khách hàng đã đến và quay trở lại với kênh Văn Quỳnh Bất Động Sản ạ. Hiện tại thì Văn Quỳnh đang đứng trên trục đường Nguyễn Thị Thảo thuộc xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha. Đường này thì có lộ giới lên tới 20 m lận. Đó, rất là lớn, kết nối từ đường Nguyễn Thị Rành và qua đường Ba Sa anh chị nhá. Đó, hướng này anh chị này, hướng này là mình đi khoảng cỡ 600 m thôi là mình ra ngay đường Ba Sa đó anh chị. Đó, còn hướng bên này mình đi khoảng cỡ 800 m đến 1 cây số đó. Mình sẽ ra ngay đường Nguyễn Thị Rành đó anh chị. Đó, đường Nguyễn Thị Rành là một trong những cái trục đường lớn kết nối từ quốc lộ 22 cho tới địa đạo Củ Chi. Đó, và nhiều anh chị đi địa đạo Củ Chi thì không thể không biết trục đường Nguyễn Thị Rành. Đó, đường Nguyễn Thị Thảo này có lộ giới lên tới 20 m. Và hôm nay là Quỳnh sẽ giới thiệu tới quý anh chị là 5 lô đất đó, nằm trên một sẹt đường Nguyễn Thị Thảo này. Đó, chi tiết hơn là nó nằm trên mặt tiền đường trải đá này anh chị ha. Nó cách 5 lô đất thì nó cách đường Nguyễn Thị Thảo đâu đó 50 m. Đó, đường là trải đá này thì có lộ giới là 6 m, đường nhà nước anh chị nhá. Nó có lộ giới 6 m đường nhà nước luôn. Đó, hiện hữu thì dân cũng ở rồi, có nhà dân luôn, có nhà dân đối diện. 5 lô này thì Quỳnh đã giới thiệu cho quý anh chị là ở những ở trước Tết rồi anh chị ha. 5 lô trước Tết Quỳnh nó có quay 2 video rồi trước Tết anh chị ha. 5 lô này thì có giá tốt, giá cực kỳ tốt luôn đó anh chị, gần 200 m² một lô mà giá rất là rẻ luôn, đất phun thổ cư anh chị nhá. Này đó, đối diện là nhà dân này, đối diện là nhà dân anh chị nhá. Rồi thì Quỳnh Vân sẽ giới thiệu chi tiết kích thước và giá bán từng lô cho quý anh chị luôn ha. Đó thì lô đầu tiên này anh chị, lô đầu tiên Quỳnh đã giới thiệu này, 5 lô này thì đều đã xây chân gạch, nó cắm trụ phân ranh từng lô rồi anh chị nhá. Tất cả 5 lô thì đều ngang năm hết. Đó, lô đầu tiên, lô này thì có diện tích là 194 m². Đó, 194 m² ngang năm anh chị nhá. Đều ngang năm hết, 5 lô đều ngang năm. Đó, lô này thì có giá là 1 tỷ 550 triệu. Đó, 1 tỷ 550 triệu. Kế bên luôn anh chị ha, kế bên luôn là lô tiếp theo. Lô này có diện tích là 190 m². Đó, đất là phun thổ anh chị nhá, ngang năm luôn. Đó, ngang năm, đối diện là nhà dân. Đó, cũng giá đồng giá 1 tỷ 550 triệu. Anh chị có nhu cầu, mình có tài chính, mình có thể là mua 2 lô để mình thiết kế xây dựng nhà vườn cho rộng rãi anh chị ha. Đó, ở đây thì quy hoạch đất ở nông thôn hiện hữu, cho nên quý anh chị về mình có thể là thiết kế mình xây dựng liền, ở được liền luôn anh chị nhá. Đó, đất phun thổ cư, gần 200 m² anh chị. Đây, tiếp theo lô tiếp theo này anh chị, lô tiếp theo là có diện tích 175 m². Đó, lô này ngang năm. Đó, 175 m² ngang năm anh chị nhá, ngang năm. Đó, đồng giá 1 tỷ 550 triệu anh chị nhá. Đó, đất phun thổ cư. Đó, về xây dựng ở liền luôn. Đó, kế bên lô này là lô này có diện tích là 171 m², ngang năm anh chị nhá. Đó, cũng đồng giá 1 tỷ 550 triệu. Và kế bên lô cuối cùng, lô này thì có diện tích là 168 m². Đó, cũng ngang năm, đất phun thổ cư. Đó, giá đồng giá 1 tỷ 550 triệu. Và tất cả các lô này thì đều có sổ hồng riêng từng nền. Đó, trên sổ có thể hiện đường 6 m, đường lộ giới 6 m anh chị nhá. Đó, đối diện là nhà dân. Từ vị trí này mình đi ra khu công nghiệp Tây Bắc và bệnh viện đa khoa Củ Chi, đâu đó là chưa tới 3 cây số anh chị nhá, chưa tới 3 cây số. Và với diện tích và giá bán như vậy, chính chủ cũng đang rất là kẹt tiền. Thì Quỳnh nghĩ đây là những cái lô đất mà giá cực kỳ tốt đối với thời điểm hiện tại. Đó, tính ra chia ra thì đâu đó khoảng 8 triệu 1 m². Anh chị tìm không ra ở khu vực huyện Củ Chi nào đây, khu vực xã Phước Hiệp anh chị ha. Đó, ở khu vực xã Phước Hiệp thì anh chị rất là khó tìm những cái lô đất như vậy, diện tích lớn. Đó, diện tích lớn và quy hoạch sạch sẽ, giá thì tốt. Đó, pháp lý minh bạch. Đó, thì quý anh chị nào có nhu cầu mình có thể